Một báo cáo gần đây do K33 Research công bố tiết lộ rằng kể từ tháng 7 năm 2023, ngành công nghiệp tiền điện tử có khoảng 10.000 công ty, sử dụng khoảng 190.000 chuyên gia. K33 Research đã phát hành một báo cáo trong tuần này cung cấp tổng quan cấp cao về ngành công nghiệp tiền điện tử kể từ tháng 7 năm 2023. Theo báo cáo, khoảng 190.000 cá nhân hiện đang làm việc trong ngành công nghiệp tiền điện tử, có 10.000 công ty với giá trị ước tính là 180 tỷ đô la Mỹ. Theo các nhà nghiên cứu của K33, số lượng cá nhân làm việc trong ngành tiền điện tử đã giảm so với năm 2021, khi đó có khoảng 211.000 nhân viên tiền điện tử. Hiện tại, khoảng 30% tổng số nhân viên tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, trong khi Vương quốc Anh chiếm 1/3 số việc làm tiền điện tử ở châu Âu. Nghiên cứu của K33 cho biết ở Bắc Mỹ, Hoa Kỳ và Canada là những nơi thống trị, trong khi việc làm tiền điện tử ở Nam Mỹ tương quan với quy mô nền kinh tế. Nghiên cứu K33 chỉ ra rằng khoảng 35% lực lượng lao động tiền điện tử trên toàn thế giới tập trung ở châu Á và Úc. Báo cáo nhấn mạnh về eo châu Phi, Nigeria là cường quốc tiền điện tử của châu Phi. Khoảng 4% lực lượng lao động tiền điện tử toàn cầu có nguồn gốc từ châu Phi, dẫn đầu là Nam Phi. Hơn nữa, nghiên cứu tiết lộ rằng Ấn Độ vượt qua Trung Quốc về việc làm tiền điện tử. Báo cáo của K33 cho thấy khoảng 1/3 lực lượng lao động tiền điện tử hiện tại được tuyển dụng bởi các dịch vụ môi giới hoặc sàn giao dịch tiền điện tử. Phần lớn các công việc liên quan đến tiền điện tử là đầu tư và giao dịch. Trong tổng số 48.500 vị trí trong các dịch vụ tài chính, trong khi NFT và lĩnh vực game phi chiếm khoảng 12.000 việc làm. Khoảng 40.000 công việc tập trung vào khai thác và trí thông minh chuỗi khối, 24.800 nhân viên có vai trò không xác định. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tiền điện tử. Theo Cục Thống kê Lao động BLS, Mỹ đã có thêm 209.000 việc làm, thấp hơn một chút so với dự báo 230.000. Con số này cũng thấp hơn so với mức 306.000 của tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống 3,6% trong tháng 6, so với 3,7% trong tháng 5. Con số hơi thấp so với mục tiêu 3,7%. Dữ liệu việc làm sáng nay rất đáng chú ý khi chấm dứt chuỗi 14 tháng liên tiếp vượt dự báo một cách bất thường. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất chỉ sai một chút so với những con số dự kiến. Thông báo được đưa ra sau báo cáo việc làm tháng 6 của ADP. So với 220.000 dự đoán, 497.000 việc làm đã được thêm vào. Báo cáo của ADP cao hơn đáng kể so với kỳ vọng với việc bổ sung 497.000 việc làm trong khu vực tư nhân vào tháng 6, gây sốc cho thị trường. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không đổi ở mức 62,6%. Điều này đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp, vì tỷ lệ tham gia vẫn ổn định. Trong tháng 6, tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 0,4%, vượt quá kỳ vọng 0,3%. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng hàng năm 4,4%, cao hơn kỳ vọng 4,2%, nhưng không thay đổi so với tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tiền điện tử. Lãi suất tăng đáng kể sau khi dữ liệu ADP được công bố và Bitcoin giảm khoảng 1.000 đô la Mỹ giá, tương đương hơn 3%. Bitcoin từ mức cao 31.144 đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 7 xuống mức thấp 29.976 đô la Mỹ. Tuy nhiên, Bitcoin đã phục hồi nhẹ trên mức 30.000 đô la Mỹ sau khi dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ được tiết lộ. Vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin được giao dịch ở mức 30.225 đô la Mỹ. Mặc dù vẫn còn nhiều dữ liệu kinh tế được mong đợi vào tháng 7, nhưng báo cáo hôm nay là báo cáo cuối cùng về việc làm trên toàn quốc của nước Mỹ trước cuộc họp quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed vào cuối tháng này. Trước khi công bố dữ liệu gần đây nhất này, các nhà giao dịch gần như chắc chắn rằng Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC sắp tới. Hash rate của mạng Bitcoin đã tăng lên mức cao kỷ lục mới vào cuối tuần qua. Hơn nữa, áp lực đối với các thợ đào Bitcoin đã tăng lên khi giá phần cứng cũng bắt đầu tăng trong khi lợi nhuận vẫn trì trệ. Hash rate trung bình trong 7 ngày và 3 ngày của Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào cuối tuần, theo HAS Hash Rate Index. Thợ đào Bitcoin đối mặt với áp lực. Vào ngày 9 tháng 7, chỉ số HAS Hash Rate của ngành khai thác Bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể vào cuối tuần qua. Hash rate trung bình trong 7 ngày của Bitcoin đạt 401 ES vào thứ Bảy, ngày 8 tháng 7. Ngoài ra, hash rate trung bình trong 3 ngày đã tăng hơn 18% lên 444 ES. Điều đáng kinh ngạc là,
phần lớn sự tăng trưởng gần như tất cả đã xảy ra vào cuối tuần này. Bí tin Forchax đã xác nhận rằng hash rate tăng đột biến đạt mức cao kỷ lục 465 ES vào ngày 8 tháng 7, giảm xuống còn 428 ES vào ngày hôm sau. Báo cáo cũng lưu ý rằng các đợt nắng nóng tuần trước ở Texas không đủ để gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với lưới điện Texas. Các công cụ khai thác Bitcoin bị cắt giảm trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng hiện tại chúng đã hoạt động trở lại gần hết công suất, do đó hash rate tăng lên. Điều này có thể gây ra sự điều chỉnh độ khó lớn lên trên 7,5%. Độ khó khai thác hiện ở mức 50,64T, ngay dưới mức cao nhất vào tháng trước, nhưng lần điều chỉnh tiếp theo có thể sẽ đưa nó lên mức cao mới mọi thời đại. Giá hash rate Bitcoin giảm. Tất cả các yếu tố này sẽ gây thêm áp lực cho các công ty khai thác Bitcoin khi giá hash rate tiếp tục giảm. Giá hash rate hoặc lợi nhuận khai thác hiện là $0.075 mỗi THS mỗi ngày. Nó tăng vọt lên $0.127 vào đầu tháng 5 trong cơn sốt đúc tiền khiến mạng bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Hy vọng tất cả các bạn sẽ thích khoản thanh toán $70-$80 ngày đó, bởi vì trừ khi giá Bitcoin giảm mạnh hơn nữa trong tuần tới, các công ty khai thác có thể phải đối mặt với giá HASH dưới $70 ngày khi đợt điều chỉnh tiếp theo xảy ra. Nỗi đau của những người khai thác Bitcoin không kết thúc ở đó. Báo cáo ghi nhận sự khác biệt hơn nữa về phí bảo hiểm của ASIC thế hệ tiếp theo như S19XP so với phần cứng thế hệ mới và trung bình. Khi các công ty khai thác chuẩn bị cho halving và ưu tiên các giàn khoan này, chúng sẽ tăng giá trong khi các mô hình khác giảm hoặc đình trệ. Giá Bitcoin đã khá trì trệ vào cuối tuần qua, chỉ dao động trên $30,000. Việc giảm xuống dưới $30,000 có thể xảy ra khi tâm lý thị trường suy yếu và sự điều chỉnh bắt đầu tăng tốc. Điều này có thể có nghĩa là nhiều tin xấu hơn cho các thợ đào. Ứng viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. mua $250,000 Bitcoin. Tiết lộ đầu tư này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố không phải là nhà đầu tư Bitcoin của ông Robert F. Kennedy Jr. vào tháng 5. Theo thông tin CNBC thu thập được, Robert F. Kennedy Jr. khoản đầu tư được thực hiện sau bài phát biểu của ông tại hội nghị Bitcoin 2023 hồi tháng 5. Lúc bấy giờ, ông chính là ứng viên đầu tiên chấp nhận quyên góp Bitcoin cho chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Cũng trong hội nghị, cháu trai cố Tổng thống Kennedy phủ nhận việc đầu tư Bitcoin. Tôi không phải là một nhà đầu tư và không ở đây để đưa ra lời khuyên đầu tư. Báo cáo tài chính được đệ trình vào ngày 30 tháng 6 không chỉ rõ thời điểm mua vào Bitcoin, cũng như đích danh ai đã thực hiện giao dịch trong gia đình Kennedy. Song chiến dịch tranh cử của ứng viên đã thừa nhận đó chính là Kennedy Jr. Được biết lợi nhuận từ khoản đầu tư này hiện ở khoảng $201. Robert Francis Kennedy Jr. là con trai của cố Bộ trưởng Tư pháp và Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, đồng thời là cháu trai của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 35 John Kennedy. Robert Kennedy Jr. đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 vào ngày 19 tháng 4. Việc có mặt ở Bitcoin 2023 có lẽ là chiến lược đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm thu hút ủng hộ và quyên góp từ ngành tiền mã hóa, vốn đã có tiền lệ hậu thuẫn hàng triệu đô la Mỹ cho giới chính trị. Trong dòng tweet tháng 5 năm 2023, ông nhận định tiền mã hóa dẫn đầu là Bitcoin, cùng với các đồng coin khác là một động cơ giúp thúc đẩy đổi mới lớn và chính phủ Hoa Kỳ sẽ sai lầm nếu cản trở ngành này và thúc đẩy đổi mới ở nơi khác. Trong số những người ủng hộ Robert Kennedy Jr., còn có cựu sáng lập Twitter Jack Dorsey. Ông ấy có thể và sẽ làm được, Dorsey công khai nhận định về cuộc đua. Có thể thấy, quan điểm ủng hộ Bitcoin từ giới chính trị được cho là rất cần thiết cho ngành tiền mã hóa ở hiện tại, nhất là khi đang đối mặt với cuộc đàn áp từ giới chức Mỹ. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC vẫn chưa dừng tay trong khi chờ đợi khung pháp lý phù hợp cho tài sản số nơi đây. Và trên đây là những tin tức nổi bật tuần vừa qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tiền Thuật Toán. Xin chào và hẹn gặp lại!